Hà Tĩnh ở thành phố ấy. À, mình ở thị xã Hà Tĩnh, thị xã một thị xã Kỳ Anh, Kỳ Hà. Lông mày thật hay kẻ vậy? Thật mà. Lông mày thật mà, có phải kẻ đâu. Mai có bánh trung thu nha mọi người nha. Mai có bánh trung thu. Mai có bánh trung thu cho mọi người nha. Chào Hiếu nha. Vẫn chưa được ngủ chung. Ui ôi, người ta ngủ chung lâu với nhau rồi. Khiếp, ông bà không phải lo đâu. Mọi người không phải lo nhá. Có táo nữa nhá. Có táo. Có táo đây, có gì nhỉ? Táo đây, bánh trung thu này, set 4 này, set 1 này. Nói chung là nhiều, nói chung là không chỉ là bánh trung thu đâu mà bánh cà táo nữa. Nhưng mà nhiều sản phẩm tốt lắm mọi người ạ. Có deal là cực kỳ hời luôn. Deal thì khỏi bàn. Táo nhiều nha mọi người nha. Táo nhiều số lượng là ok. Đúng rồi, ở nhà mình nhớ vừa lắm mọi người ạ. Đấy, buồn quá nên là phải... Táo nhiều số... Mọi người đã ăn cơm tối chưa? Đã ăn cơm tối chưa mọi người ạ? 50 tấn không ai? Ui dồi, 5 tấn thôi, hiểu không? 5 tấn thôi. Xin 5 tấn thôi. 50 tấn thì kinh quá. Mai có loa karaoke à? Chắc là có đấy mọi người ạ. Chắc là có đấy. Ngày mai không biết có không nhỉ. Lúc này xem cái list kia thì hình như có. Nhưng mà nếu mà không lên kịp thì trong giỏ hàng có nhá. Không lên kịp thì trong giỏ hàng có. Bán nước hoa thì đợt này chưa bán mọi người ạ. Chưa có bán. Mai có nem không ạ? Nem thì hình như là thấy có. Hình như vẫn có đấy. Vẫn có. Lào sạc mấy tiếng rồi ạ? Loa sạc á. Tùy mọi người thôi, kiểu ví dụ muốn đẩy pin thì sạc tầm khoảng vài tiếng là chắc là đẩy pin rồi, tầm 4 5, tầm khoảng 4 5 tiếng, tầm 4 tiếng là dùng thoải mái. Mấy giờ live là mọi người? Mai em 18 giờ live nhá. Live chung với anh Tiến. Công ty Hoàng Tiến lần đầu tiên táo đỏ Tràng Du Mục có trong live stream của Hoàng Tiến. Cùng là những sản phẩm khác như là bánh trung thu này, đồ food này, dầu gội đầu này, thớt này, dao, nói chung là nhiều lắm mọi người ạ. Sản phẩm thì hôm ngày mai là mình thấy là voucher là cực kỳ nhiều luôn. Lần đầu tiên mình thấy là có voucher nó giảm sâu như thế đấy. Bởi vì là nick của Linh để lại cho nên là mới có cái voucher mạnh như thế, lần đầu tiên mình thấy đấy. Chị Lê đâu à? Ui, chị Lê hiện tại Nhật Lê đang ở quê cho cả nhà nhá. Nhật Lê đang ở quê đang làm về làm giấy tờ cũng về làm giấy tờ. Bay từ Sài Gòn về Nghệ An. Không biết ngày mai hay là ngày mốt ra đấy. Mai lên táo. Anh có nha, mai lên táo nha. Like nick này luôn mọi người nha. Mọi người chưa ai follow mình, mọi người follow mình đi. Follow để ngày mai mình livestream thì sẽ nhận được thông báo 18 giờ. Mình live từ 18 giờ đến tầm 24 giờ nhá. Nói chung là live mịt. Chị Lê mới hoa, chị Lê đang ở quê cả nhà. Chị Lê đang ở quê. Buồn quá. Nay ở nhà một mình. Nên là lên livestream nói chuyện với mọi người cho vui. Không phải Ocean đâu. Ocean đâu. Mai lên bao nhiêu táo anh ạ? Táo không biết được. Không nói trước được. Nhưng mà mình xin được ít thôi. Xin được ít thôi chứ không xin nhiều được. Bởi vì hôm bữa Linh với chị Hằng cũng bán cũng tương đối rồi, gần hết rồi. Mai của anh Tiến mà công ty Hoàng Tiến là phải đi cùng nhau chứ. Ví dụ mà anh Tiến bận thì chắc mình like thôi, nhưng mà chủ yếu là hai anh em sẽ like cùng nhau. Công ty Hoàng Tiến mà, hai thằng làm. Slogan mà, công ty Hoàng Tiến hai thằng làm. Ngày xưa là có ba thằng ăn, nhưng mà một thằng ăn là giờ đang ở Angola rồi, nên là bây giờ chỉ có hai thằng ăn thôi. Nay không bán anh, ngày mai nha cả nhà. Ngày mai là 18 giờ đến 24 giờ đấy. Mọi người ai chưa follow mình thì follow mình nhá, để nhận thông báo, để mà ngày mai mọi người vào săn cho mọi người nhá. Có táo ạ, có táo bánh trung thu các kiểu. Ui, nhiều sản phẩm lắm. Hứa hẹn là một buổi livestream bùng nổ đến từ công ty Hoàng Tiến.
Đúng rồi, 2 tháng làm 2 tháng ăn. Hiện tại là trước là 3 tháng làm 2 tháng làm mà 3 tháng ăn đấy. Nhưng mà thằng ăn hiện tại đang ở Angola, như là cho nách rồi, cho nghỉ rồi. Giờ hiện tại là công ty 2 tháng làm 2 tháng ăn thôi. Khi nào thằng ăn ấy về thì cho nhập, vẫn cho gia nhập. Mai có hạt rẻ không? Hiện tại hạt rẻ thì bên em chưa bán, bên công ty Hoàng Tiến là chưa phân phối, chưa bán mọi người. Mai có bánh trung thu nhá. Nhật Lệ mua vàng, Nhật Lệ đang ở quê mọi người, đang làm giấy tờ. Chắc ngày mai mua xe ra. Công ty Hoàng Tiến xin chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, sức khỏe. Chúc mọi người an khang, bình an. 8386 mãi đỉnh kể chuyện tình cảm giữa em và Nhật Lệ đi. Ôi, cái này em kể nhiều lần rồi mà, em kể nhiều lần rồi, tôi giờ kể không hay lắm, em kể nhiều lần quá này. Đúng rồi, công ty Hoàng Tiến phát tài phát lộc. 8386 mãi đỉnh mọi người nhá. Ủa anh quý giờ hiện tại đang ở kia, anh đang ở gần quê mình mà. Hôm mà ngày 19 live xong là ngày 20 là mình chở anh Quý về quê luôn. Tức là anh Quý là gần nhà mình. Anh em cùng anh em là đồng hương mà. Đồng hương đồng khói mà. Gần nhà nhau, cách nhà nhau tầm tầm 7 cây thôi, 7 8 cây thôi. Ngày mai có táo chàng nha cả nhà nhá. Rủ anh Quý live đây, anh Quý giờ đang ngập trong tình yêu với là bi hay sao ấy. Anh Hoàng mua shop nào? Cái này không nói được. Cái này miếng mồi Nhật mọi người ạ. Mấy giờ anh ơi? Ở mấy giờ á? Từ 18 giờ mình live. Ngày mai là từ ngày 18 giờ. Anh Tiến hiện tại đang nhậu với em đoàn làm phim. Mình thì mình xin về thôi. Mình xin về mình nghỉ ngơi rồi mình tí còn học sản phẩm rồi. Sáng ngày mai còn qua bên công ty học sản phẩm rồi. Còn anh Tiến thì đang quay phim. Giờ này chắc là quay chưa xong đâu mọi người ạ. Quay từ 8 giờ sáng. Lúc sáng là tầm khoảng 6 giờ là hai em là dậy rồi. Bắt đầu mình chở anh Tiến là đi đến trường quay. Đấy, đến tầm 7 giờ rưỡi là quay đến giờ đấy. Không biết là quay không chưa. Nhưng mà cũng quay cũng hay đấy. Mặt thì tái mét rồi, môi thì thơm rồi mà. Quay giờ nắng nó chứ không có vất vả. Nhưng mà cái là anh Tiến là có năng khiếu. Nhưng mà có năng khiếu đấy, phải đam mê đó mọi người ạ. Áp áo, trong vai Tiến Nguyên trong vai áp áo. Phim ấy là hình như được VTV5 hay sao đó, phát trên VTV5. Hình như tầm khoảng sang tháng 9. Thì là hình mới công chiếu. Mình ở Kế Hà Tính nha, mình ở Kế Hà. Mai anh có like không? Có chứ. Mai mình live mọi người ạ. Mai mình live 18 giờ đến 24 giờ cùng với anh Tiến á. Tiến Nguyễn Diễm Văn Trẻ sinh năm 86 mới vào nghề hôm nay. Quay xong mình thấy quay nghỉ giữa giờ lúc là 4 giờ 4 rưỡi chiều ấy. Thấy anh Tiến là mặt đỏ này, bảo Hoàng này. Chết rồi. Đường huyết sao còn giảm này. Thế là lên ngồi một tí. Bắt đầu nằm thở ngủ ngáy luôn mà. Mình quay video cho Linh bảo Linh bảo ôi xong anh Tiến, xong anh dai rồi. Mới quay có một hôm mà đã thế này rồi. Lo quá. Không biết là anh dai quay tầm 3-4 hôm, không biết là tình hình sức khỏe của anh thế nào.